Câu chuyện Phật điển, sự phẫn nộ của vua Lưu Ly, ngày cuối cùng của tộc Thích Ca. Cách đây khoảng 2.500 năm, thủ đô Câu Bồ La, quận Dinh ở phía bắc Ấn Độ, tại thành Xá Vệ. Nơi đây là trong hoàng cung. Xin hãy cho con đi. Không được. Mẫu hậu, con van xin mẫu hậu, xin hãy cho con đi mà. Con không được đi. Tại sao vậy? Tại sao mẫu hậu lại không cho con đi thăm quê của mẫu hậu chứ? Xin hãy nói cho con biết đi. Hai người đang tranh cãi, đó là hoàng phi và hoàng tử của nước này. Hoàng tử Lưu Ly bị hoàng phi kịch liệt phản đối, đã sang xin quốc vương Ba Tư Nặc. Phụ vương, ông ngoại con có thực sự là trưởng lão của tộc Thích Ca không? Cần gì phải hỏi nữa. Ngoại con là Ma Tần La Bản, có huyết thống cao quý và thế tôn quý nhất trong tộc Thích Ca, người chính là cha của mẫu hậu con. Thưa phụ vương, nhưng mà con chưa hề gặp mặt ông ngoại con lần nào hết. Còn ông ngoại thì cũng không có viết thư hay là tặng quà cho con. Con nói cũng phải lắm. Con cảm thấy cô đơn quá. Con rất muốn đến thăm ông ngoại một lần để được hưởng thụ niềm vui sum họp. Và cũng muốn tận mắt được nhìn thấy quê hương nơi mẫu hậu đã lớn lên. Phụ vương à, phụ vương, con xin phụ vương hãy cho con đi đến thành Ca Tỳ La Vệ đi. Được thôi. Quốc vương, có chuyện gì? Nàng lo lắng chuyện gì sao? Dạ không có gì, thiếp chỉ lo lắng dọc đường gặp nguy hiểm mà thôi. Ừ, chuyện này ta sẽ lo liệu. Tướng quân, dạ, khanh bảo vệ hoàng tử đến đó. Tuân lệnh. Hãy để đại tướng quân của ta là Gia La tướng quân đích thân đi bảo vệ hoàng tử vậy. Vì nói đến võ công thì không ai sánh bằng người cả. Như vậy nàng có thể yên tâm rồi chứ, hoàng phi? À, dạ, thiếp đã an tâm rồi. Cha sẽ chuẩn bị cho con rất nhiều quà để mang về quê. Trưa ngày mai con có thể khởi hành rồi. Dạ. Trong khi hoàng tử Lưu Ly vui mừng thì một mình hoàng phi lo lắng không nguôi. Hoàng phi viết thư liên lạc với thành Ca Tỳ La Vệ. Nội dung bức thư viết như sau: hoàng tử sẽ về quê, xin đừng để hoàng tử biết được bí mật ngày trước, cầu xin mọi người. Hôm sau, hoàng tử Lưu Ly rời khỏi hoàng cung, đi qua tỉnh Xá Kỳ Viên ở ngoài thành Xá Vệ. Hả? Thế Tôn? Đây là nơi Thế Tôn và các đệ tử trú ngụ. Lúc này Thế Tôn đang thuyết pháp cho các đệ tử. Con phải ra ngoài sao? Dạ, con sẽ đến thành Ca Tỳ La Vệ để thăm ông ngoại và bà của con. Con còn nhớ là Thế Tôn cũng là người xuất thân từ thành Ca Tỳ La Vệ. Nghe nói người là hoàng tử của nước đó. Đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Đã lâu ta không gặp trưởng lão Ma Tự La Mạn. Ờ, hả? Hãy hỏi thăm ông giùm ta. Trên đường đi hãy cẩn thận. Dạ, con xin cáo từ. Hoàng tử quả là một người cương trực. Cây mà thẳng quá dễ bị gãy lắm. Và lại tính hoàng tử quá nông nảy. Hy vọng sau này hoàng tử sẽ không gặp những chuyện không hay. Khải bẩm hoàng tử, sắp tới thành Ca Tỳ La Vệ rồi. Cuối cùng, đoàn người của hoàng tử đã đến thành Ca Tỳ La Vệ. Ma Tự La Mạn là người đầu tiên trong số các trưởng lão của tộc Thích Ca ra đón tiếp. Ông chính là ông ngoại của cháu. Hoàng tử hả? Cháu là cháu của ông đây. Cuối cùng cháu đang gặp được ông rồi. À, đến thật là đúng lúc vừa.
Hả? Lần đầu tiên gặp mặt xin hãy chỉ bảo. Xin hãy chỉ bảo cho. 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 À, cháu đã cúi đầu như vậy, tại sao không ai đáp lễ vậy kìa? Xin hãy nói cho cháu biết đi, tại sao vậy? Đó là bởi vì họ đều là những người có thân thế cao, cho nên họ không quen. Họ không quen đáp lại những người trẻ tuổi như cậu đâu. Vậy sao? Vậy những người trẻ tuổi đâu hết rồi? Cháu rất muốn được gặp mặt các anh em họ cùng trang lứa với mình. Cháu tới thiệt là không đúng lúc. Bọn trẻ tất cả vừa mới ra ngoài chơi rồi. Ra ngoài sao? Rõ ràng là biết cháu sẽ tới đây, sao lại còn ra ngoài? Hey, nói tóm lại, cháu hãy nghỉ ngơi trước đi. Bên kia đã chuẩn bị tiệc rượu rồi. Ta muốn đi về đây. Dạ hoàng tử. Tất cả đều là những tên vô lễ, thật không vui chút nào hết. Họ thiệt là quá đáng. Hoàng tử nói rất đúng rồi. Giờ bẩn quá đi. Mau lên chùi cho sạch sẽ ha. Cũng tại cái thằng con trai của nô tỳ đó, ngồi dơ bẩn hết trơn à. Hoàng tử đó là con trai của nô tỳ hả? Thiệt vậy sao? Đương nhiên là thiệt rồi. Bọn trẻ đi ra ngoài chơi cũng chính vì để tránh tiếp xúc với cái tên nô tỳ đó, ngươi không hiểu sao? Thật là đáng ghét. Xin hoàng tử đừng nói. Nghe được những lời này, ta còn có thể ngồi yên mặc kệ sao? Đây có lẽ không phải là lời đồn đâu. Cái gì? Chúng ta phải trở về hỏi hoàng hậu cho rõ sự việc. Đến lúc đó mới quyết định xử lý như thế nào. Được thôi, thiệt là đáng ghét. Cho dù ta là con trai của một nô tỳ, thì cũng là hoàng tử của nước Câu Bồ La. Vậy mà bọn họ dám cười nhạo ta. Sự sỉ nhục này, có ngày ta sẽ trả thù. Thưa mẫu hậu, thực ra là thế nào vậy? Hãy mau nói cho con biết đi. Đây không phải là sự thật. Nói mau. Là thật đó. Hả? Mẹ và thiếp đều là thân phận nô tỳ. Nàng nói cái gì? Rốt cuộc hoàng phi đã nói ra điều bí mật năm xưa. Lúc vua Ba Tư Nạc còn trẻ, người tài giỏi nhưng rất kiêu ngạo, muốn cưới công chúa tài sắc vẹn toàn. Ông ra lệnh mang các công chúa có thân phận cao nhất và huyết thống cao quý thuộc tộc Thích Ca. Các trưởng lão của tộc Thích Ca rất tức giận, bởi vì đem công chúa gả cho vua Ba Tư Nạc vô danh sẽ làm dơ bẩn huyết thống cao quý, nhưng cũng không thể chống lại lệnh của quốc vương. Như vậy phải tính sao đây? Lúc đó Ma Từ La Mạn đã nghĩ ra một kế. Ông ta với người nô tỳ có sinh ra một cô con gái sắc nước hương trời, có tên là Mani Hương. Ông ta bàn là mang cô gái này gả cho vua Ba Tư Nạc. Các trưởng lão hết sức vui mừng, mọi người đều tán thành và mang quần áo sang trọng khoác lên người Mani Hương đem gả sang nước Câu Bồ La. Vua Ba Tư Nạc mới gặp nàng đã đem lòng yêu mến mỹ nữ này và đã phong cho Mani Hương làm hoàng phi. Sau đó hết sức thương yêu hoàng phi. Nàng gạt ta. Nàng đã gạt ta. Tộc Thích Ca thật là đáng ghét. Và nàng cũng vậy, dùng nhan sắc đó để phản bội ta. Bao nhiêu năm nay đã chế nhạo ta, cả quốc dân của ta.
Xin quốc vương. Không thể tha thứ được. Các người không còn là hoàng phi và hoàng tử nữa. Hãy trở lại thân phận lúc trước của mình đi. Vào ở nhà của bọn nô tỳ. Từ mai trở đi trở thành nô tỳ làm công việc hàng ngày. Thiếp thế nào cũng không sao. Chỉ thương cho hoàng tử sẽ hãy tha thứ. Hoàng tử không có tội. Tránh ra. Con của nô tỳ cũng là nô tỳ mà thôi. Phu vương. Trương quân. Hãy mang họ ra ngoài cho ta. Hả? Sao hả? Đưa họ ra ngoài ngay. Tuân lệnh. Phụ vương. Câm miệng. Ngươi không được phép gọi ta là phụ vương. Hoàng tử và hoàng phi bị rơi vào thân phận nô tỳ. Ngày hôm sau đã bị cưỡng ép làm việc cùng các nô tỳ khác. Tại sao chỉ có mình gặp phải những câu chuyện như vậy chứ? Mọi việc đều do Tổng Thích Ca và lỗi của cha hết. Mình nhất định mình sẽ không nhận ông ta làm cha nữa. Chờ đó mà coi. Tướng quân. Đừng có lên tiếng. Nói thật, ta với quốc vương cũng có mối thù. Trước kia chú ta vô tội đã bị hắn Du Hoàng giết chết. Quốc vương là người vô tình. Hoàng tử thật là đáng tội nghiệp đó. Cho nên ta nhất định sẽ giúp hoàng tử lên ngôi vua. Xin hãy ráng chịu đựng một thời gian. Không được nóng nảy mà hư việc. Nhớ rõ chưa thưa hoàng tử? Ta biết rồi. Ta trông cậy vào tướng quân. Lúc này Đức Thế Tôn đang bị bệnh và nghỉ ngơi ở kỳ viên. Ngài rất đau lòng về chuyện của hoàng phi và hoàng tử đã gặp phải. Cách làm của Tộc Thích Ca là sai, nhưng mà cách cư xử của vua Ba Tư Nặc cũng chẳng đúng gì. Vì quá trọng thân phận mà bỏ đi vợ và con ruột của mình, thật là một chuyện không nên làm. Lời nói của Thế Tôn đã truyền đến tai của vua Ba Tư Nặc. Sau đó, vua Ba Tư Nặc quyết định khôi phục lại thân phận lúc xưa của hoàng phi và hoàng tử. Nhưng trong thâm tâm của ngài vẫn chưa thực sự thỏa nguồn. Vậy thì con có thể như lúc xưa gọi người là phụ vương không? Xin người hãy trả lời con đi. Ngày mà tướng quân hứa hẹn với hoàng tử đã đến sớm hơn so với dự tính. Dừng lại! Trở về hoàng cung! Mau đóng cửa lại đi! Các ngươi làm gì vậy? Mở cửa mau! Ta là quốc vương đây! Hả? Ngươi không còn là quốc vương nữa rồi. Ngươi không được nói bậy. Đây mới chính là quốc vương. Hoàng tử, ta không lấy mạng của ngươi đâu. Ngươi muốn đi đâu thì tùy ý. Đồ bất hiếu. Ngươi nói chuyện với cha ngươi như vậy sao? Hả? Không được gọi ngươi là cha. Câu nói này chính do ngươi nói đó. Ê, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vua Ba Tư Nặc đã phóng ngựa thật nhanh đến nước Ma Đà Kiệt xa xôi. Ông muốn xin sự giúp đỡ của cháu mình là Thế Vương A Ảm. Nhưng mà do đường xá xa xôi, ngay cả con ngựa để trông cậy vào cũng chết ngay. Lúc quốc vương đến thành Dương Xá, thủ đô Ma Kiệt Đà đã vào nửa đêm. Toàn bộ thành Dương Xá được bao bọc bởi tường thành. Và đêm đến, các cửa thành đều được đóng lại. Hãy mở cửa. Ta là vua Ba Tư Nặc. Quốc vương nước Câu Bồ La tới rồi. Hãy mở cửa. Mở cửa đi. Mở cửa. Đức vua Ba Tư Nặc đã sức cùng lực kiệt. Đêm đó đã tắt thở trước cửa thành Dương Xá.
Và như vậy, vua Lưu Ly đã trở thành vị vua mới của nước Câu Bồ La. Ông ta muốn rửa sạch các nhục do Tổng Thích Ca đã gây ra. Cho nên ông ta đã tập hợp quân đội của toàn quốc. Bây giờ phải tấn công vào thành Ca Tỳ La Vệ, phải khiến cho dân tộc Thích Ca Vô Lễ đó biết rõ lợi hại của ta. Thế nào tướng quân? Tại sao Mặc Khanh lại không vui? Tới lúc này rồi còn có chuyện muốn nói nữa hay sao? Hả? Thật ra cách nghĩ của tôi đã sớm biểu đạt rồi. Tân Dương mới đăng cơ không lâu thì đã khởi chiến, như vậy thật là quá đường đột. Nếu như không vui, có thể ở lại một mình. Không thể được. Chỉ huy toàn quân đó là trách nhiệm của tôi. Tiếp nhận mệnh lệnh quốc vương, huy động toàn quân đó là sứ mạng của tôi. Đó là lẽ dĩ nhiên. Lên đường, xuất phát. Ta nhất định phải giải cứu Tổng Thích Ca. Nhưng mà Thế Tôn, không thể để vua Lưu Ly gây thêm tội ác nữa. Nhưng mà bệnh của ngài vẫn chưa lành mà. Cho ta mượn cây dài của ông. Dạ. Như vậy không thể qua được đâu. Hả? Vậy thì kêu ông ta nhường lối đi. Thế Tôn, nóng như vậy tại sao ngài lại ngồi dưới một tàn cây không có lá chứ? Tại sao lại không ngồi bên gốc cây kia? Xin đừng lo cho ta. Cái cây này là cây của thân tộc ta. Không có cây nào mát mẻ hơn cây thân tộc của chính mình. Hả? Thế Tôn đang nói chuyện của tộc Thích Ca. Mục đích của ngài có lẽ muốn dùng chính bản thân của mình để bảo vệ thân tộc yêu quý nhất của mình. Như vậy chúng ta cứ xông qua đi. Thế Tôn là một vị thánh nhân mà tất cả mọi người tôn kính. Làm tổn hại đến ngài, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị mọi người trách móc. Rút lui. Rút lui! Nhưng mà vua Lưu Ly không vì chuyện này mà nản lòng. Vua Lưu Ly đã chọn một ngày khác. Lần này đặc biệt khi trời chưa sáng đã đưa quân ra ngoài. Trong lòng nghĩ, xuất phát sớm như vậy, Thế Tôn nhất định sẽ không kịp ngăn cản. Hả? Rút lui! Vua Lưu Ly lại chọn một ngày khác. Lần này khi trời chưa sáng thì đã xuất phát. Ông ta nghĩ cho dù Thế Tôn có lợi hại thì chắc cũng không có cách gì để ngăn cản. Hả? Rút lui! Được, lần này đi đường xa, đi từ miền núi phía Bắc. Thế Tôn đã bị bệnh, con đường hiểm hóc như vậy, ông ta nhất định sẽ không mò lên được đâu. Ngừng tay! Hả? Lại nữa rồi. Thế Tôn đã già rồi, tộc Thích Ca đối với con mà nói cũng là một thân tộc quan trọng, sao con có thể làm như vậy? À, Tự La Mạn là ông ngoại của con. Còn thống lãnh quân đi giết bọn họ, đây không phải là quá đáng sao Hoàng Nhi? Mẹ à, con... Hoàng tử, xin tha thứ cho thuộc hạ nói thêm một lần nữa. Tộc Thích Ca là một nước lân cận và là bạn hữu của chúng ta. Nếu chúng ta giết họ,
sẽ không có quốc gia nào đứng về phía chúng ta nữa. Láng giềng tốt hả? Mau rửa sạch đi, đã bị đứa bé của người đàn bà nô lệ đó làm dơ bẩn hết rồi. Đứa con của người đàn bà nô lệ, đứa con của người đàn bà nô lệ. Đâu là những người bằng hữu? Đó cũng gọi là thân tộc hay sao? Ông ta là ông ngoại con đó hay sao? Giết sạch tất cả cũng không bớt nổi giận đây. Những tên khốn kiếp của tộc Thích Ca, giết hết cho ta. Hả? Cái này thật là quá đáng. Cấm miệng. Nếu như ngươi còn nhắc tới việc này nữa, cho dù là tướng quân, mẫu hậu, ta cũng sẽ không nương tình đâu. Ta sẽ giết sạch, hiểu chưa? Nghe rõ hay không? Hả? Quả nhiên là có chuyện này. Ờ, vậy... vậy... tới đây là đủ rồi. Hoàng tử, xin hãy buông tay. Tấn công! Quốc vương! Tấn công! Đáng lẽ ta không nên đưa hắn lên làm quốc vương. Bây giờ tất cả mọi việc đã muộn rồi. Tấn công! Thế Tôn, ngài không bị thương chứ? Mau đóng cửa thành lại, mau lên đi, mau lên đi! Đoàn quân của Yululi đã tấn công vào thành Ca Tỳ La Vệ. Người của tộc Thích Ca hoảng sợ, bỏ chạy khắp nơi. Lần trước là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi ngài. Coi như là nể mặt của tôi tha cho họ đi. Đúng rồi, đúng rồi. Nói như thế nào cũng đã muộn rồi. Nói vậy là ngài không bỏ qua hay sao? Ta sẽ giết sạch hết các ngươi. Hay là như vậy, tôi sẽ nhảy xuống hồ. Trong khoảng thời gian tôi chưa có bị nổi lên, xin tạm ngừng tấn công, để người ở trong thành chạy ra ngoài. Giang sinh ngài, giang sinh ngài có được không? Giang sinh ngài, giang sinh ngài. Nhiều nhất đi nữa cũng chỉ vài phút mà thôi, ông sẽ lập tức bị nổi lên ngay. Được, ta hứa với ngươi, cứ theo cách ngươi làm đi. Đa tạ ngài. Thank you.
Kỳ lạ thật, sao lâu quá vậy? Hãy xuống coi thử xem sao. Dạ. Ông ta đã chết dưới đáy hồ, chỉ để thân thể không nổi lên trên. Ông ta đã quấn tóc của mình vào một cục đá, như vậy không thể nổi lên nữa. À, ông ta muốn dùng sinh mạng để đổi một cơ hội thoát thân cho nhiều người khác. Ông ta thật là một ông già, một người già thật lại có dũng khí. À, ta bị gạt rồi. Giết! Yeah! Một người cũng không chưa. Tất cả nhà cửa ở Katila Vệ Thành đều đã bị lửa đốt sạch hết. Mọi người bất kể nam nữ già trẻ đều đã bị giết sạch. Năm xưa đã sinh ra Thế Tôn, một bộ tộc Thích Ca đã được xưng là huyết thống cao quý nhất ở Ấn Độ, từ đó đã bị diệt vong. Tộc Thích Ca chỉ vì quá câu nệ huyết thống đã đắc tội với vua Lưu Ly, đã gánh lấy thảm họa diệt quốc. Quốc vương cũng vì huyết thống mà mang hận, phạm cái tội tày trời. Trước mặt của Phật quan, mọi người đúng ra không nên phân biệt cao thấp. Chỉ là mọi người cứ cố chấp về huyết thống, cứ cố chấp lấy thân phận, tiếp tục những tranh chấp tàn nhẫn như vậy tới khi nào? À nan, ta muốn đi du hành. Hả? Việc này quá miễn cưỡng. Đó là bởi vì thế nhân là như vậy, ta lại càng nên truyền bá cái đạo cứu người, phải tận hết cái hơi thở cuối cùng. Ta nhất định phải tiếp tục thuyết pháp. Thế Tôn, phẫn nộ tới mất cả lý trí, dù Lưu Ly đã tận diệt chính thân tộc của mình, nhưng mà cuối cùng cũng không được thịnh chung. Nghe nói dù Lưu Ly và quân đội của ông ta đã bị trận đại hồng thủy cuốn đi mất. Một câu bộ La Quốc, quốc tế hưng thịnh, sau đó cũng bước theo vết bụi của tộc Thích Ca, đã biến mất trong lịch sử. Cách đây khoảng 2.500 năm về trước, tại Ấn Độ, có một nước rất hùng mạnh tên Ma Kiệt Đà. Vị quốc vương của nước này tên là Tần Bà Sa La, thủ đô là thành Vương Xá. Vị vua này có lòng tín ngưỡng sâu sắc, là một đệ tử trung thành của Đức Thế Tôn. Chính vị quốc vương này đã xây lên Tịnh Xá Trúc Lâm để cúng dường Đức Phật và các đệ tử của ngài. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp tại núi Linh Thiếu, vua Tần Bà Sa La cũng thường đến nghe. Câu chuyện Phật điển, nỗi bi kịch của thành Dương Xá và nhân duyên Đức Phật thuyết Quang Vô Lượng Thọ Kinh. Đến đây chậm dứt. Vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Di Đề Hy hạ sinh một thái tử và đặt tên là Thiện Kiến. Vị thái tử này đã lớn lên trong sự nuôi nấng yêu thương của vua cha và mẫu hậu. Thái tử kiếm pháp tuyệt lắm. Chắc con mệt mỏi lắm rồi. Dạ không, con chưa mệt lắm đâu. Có tương lai lắm đó. Con đừng luyện kiếm nữa, mẹ lo lắng lắm, mẹ không thể xem tiếp nữa. Đủ rồi, qua bên này đi. Qua đây đi con. Hoàng hậu cứ nuông chiều xem thái tử như trẻ con vậy.
Thái tử đã trưởng thành rồi, bây giờ đã là một thanh niên rồi. Ta nói có đúng không? Ông Quốc Dương nói rất đúng. Võ nghệ và học vấn của thái tử đều có bước tiến dài, trở thành người thừa kế là điều không thể chê vào đâu được, thưa Quốc Dương. Lúc này có một người đàn ông chú ý đến thái tử. Hắn vừa là em họ, vừa là đệ tử của Thế Tôn, tên là Đề Bà Đạt Đà. Thời cơ đã đến, cuối cùng giờ phút để ta há được tâm nguyện đã đến rồi. Đã từ lâu, Đề Bà Đạt Đa nuôi ý chí muốn thay thế Thế Tôn. Ông ta lập kế cho thái tử chiếm đoạt vương vị và chiếm đoạt đệ tử của Đức Phật. Không thể nào. Có thể lắm. Không thể có chuyện này được đâu. Cha ta đã rất chu đáo, từng ly từng tí nuôi nấng ta đến lúc trưởng thành, sau này còn muốn nhường ngôi cho ta nữa đó. Đó chỉ là bề ngoài thôi, thật ra trong lòng ông ta rất ghét thái tử, sợ thái tử, thậm chí còn muốn giết thái tử nữa kìa. Ta không tin đâu, chuyện này là không có thật. Ngón út của thái tử chính là bằng chứng. Bây giờ tôi sẽ nói cho thái tử biết về sự việc và nguyên nhân đứt mũi tại cung của thái tử. Đề Bà Đạt Đà đã nói câu chuyện thế này với thái tử. Vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Di Đề Hy kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Do vậy, Quốc Dương đã tìm đến sự chiêm đoán. Vị này nói với vua cha rằng: trong núi sâu có một vị tiên nhân, sau khi tiên nhân chết sẽ đầu thai thành thái tử. Thế là Quốc Dương ra lệnh cho vị tiên nhân này phải tự sát. Nhưng tiên nhân đã cư tuyệt. Quốc Dương với lòng nôn nóng đã ra lệnh giết chết tiên nhân. Trước khi chết, ông ta đã nguyền rủa: kiếp sau sẽ đầu thai trở lại để trả mối thù này. Không lâu hoàng hậu mang thai, Quốc Dương sợ đứa con chào đời sẽ giết chết mình, đã buộc hoàng hậu mang đứa bé này ném từ trên tháp cao xuống cho chết. Nhưng câu chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Đứa bé chỉ bị đứt ngón tay út, còn toàn thân đều không bị thương tích. Khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ, Quốc Dương đã hồi tâm, quyết định sửa chữa lỗi lầm và nuôi dưỡng đứa bé trưởng thành. Chỉ có thái tử là không biết chuyện này mà thôi. Mọi người trong kinh thành này đều gọi ngài là A Xà Thế. A Xà Thế? Ý nghĩa là người ôm hận trước lúc chào đời. Thái tử hãy suy nghĩ lại đi. Hay là thái tử cứ ngoan ngoãn mà chờ đợi, chiếc ngai vàng này sẽ vĩnh viễn không bao giờ vào tay thái tử đâu. Không những là vậy, mà sẽ có một ngày Quốc Dương sẽ thay đổi ý định và sẽ giết chết thái tử. Ta phải ra tay trước mới được. Trước tiên ta phải giết chết phụ hoàng thôi. Không sai. Kể từ nay trở đi, ta phải làm cho cái tên gọi A Xà Thế mà mọi người đã gọi cho ta. Trước khi chào đời, ta đã oán hận phụ vương. Ngay từ ngày hôm nay, ta sẽ ra tay thực hiện. Thái tử rất là quyết tâm, rất tốt. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thái tử ở đầu giết chết Quốc Vương à. Chúng thần cũng khuyên can hết sức rồi, nhưng mà thái tử thái tử hãy dừng tay. Mẹ đừng qua đây. Nếu mẹ qua đây ngăn cản thì ngay cả mẹ con cũng không tha thứ đâu. Quốc Vương, tại sao con mình lại ăn nói như vậy? Đừng sợ. Thái tử, bây giờ ta nhường ngôi vua lại cho con, như vậy con đã hài lòng chưa? Con hãy nói cho ta biết đi. Thì ra là vậy. Ông định giải quyết nguy cơ trước mắt, rồi sau đó mới thừa cơ phản kích phải không? Không phải đâu. Không thể được. Tôi không mắc bẫy của ông đâu. Đề Bà Tôn Giả đã nói cho tôi biết rồi. Ngày xưa phụ vương muốn giết tôi kia mà, đúng không? Con đã biết chuyện này rồi à? Không còn cách nào khác,
đó là kiếp báo phải trả. Con cứ trả thù ta đi. Lính đâu? Hãy dẫn người đàn ông này vào lao, không cho ai vào thăm hỏi và không cho ăn uống gì cả. Trước khi hắn mất mạng, các ngươi phải canh phòng cho nghiêm ngặt, có biết không vậy? Xin tuân lệnh. Ngươi cứ chém ta một nhát cho xong, hà tất phải hành hạ ta như vậy? Và thế là A Xà Thế đã tống giam vua Tần Bà Sa La và tự mình lên ngôi vua lấy tên là A Xà Thế và thống trị đất nước Ma Kiệt Đà. Đề Bà Đạt Đa, đây là do công lao của ngươi đó. Không, đây là sức mạnh của thái tử mà. Ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi. Ngươi hãy nói ra tất cả những gì mà ngươi muốn. Vậy thì hãy cho phép tôi làm nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo hả? Đúng vậy, ta có thể thuyết pháp nhận đệ tử, tập hợp sức mạnh và sẽ có một ngày đệ tử của Thích Ca sẽ bị ta thu phục. Đến lúc đó ta sẽ thay thế hắn, truyền bá rộng rãi giáo pháp của ta khắp Ấn Độ. Đây là nguyện vọng của ta. Nhưng mà chuyện này quá... Quốc vương đã đạt được tâm nguyện rồi, lần này thì phải đến lượt của ta chứ. Đề Bà Đạt Đa được sự bố thí trọng hộ của vua A Xà Thế nên vô cùng đắc chí và đạt được tâm nguyện của mình. Bây giờ hoàng hậu Di Đề Hy rất lo lắng cho sự an nguy của quốc vương. Bà đã trộn lẫn sữa bò với mật ong bôi lên thân mình, rồi dùng các chất dinh dưỡng đổ vào những hạt chuỗi ngọc, mỗi ngày lén đem đến cho đức vua ăn. Nhận được thức ăn của hoàng hậu, đức vua đã hồi phục được sức lực. Từ trong cửa sổ nhà lao, đức vua nhìn thẳng về hướng núi Linh Thú, một lòng hướng về Đức Thế Tôn. Nhờ âm thanh của Đức Phật động viên ý chí nhà vua để ngài có thể sống qua những chuỗi ngày đau khổ. Một hôm sau 3 tuần, Tần Bà Sa La bị nhốt vào lao. Thế nào, cha của ta vẫn còn sống chứ? Dạ còn, dạ ngài lại còn khỏe mạnh hơn trước nữa. Tại vì hoàng hậu đã lén đem thức ăn vào cho đức vua ăn rồi, thưa ngài. Cái gì? Thêm vào đó, từ cánh cửa sổ trong đó có thể nghe được tiếng của Đức Thế Tôn từ núi Linh Thú, khiến ngài ký thác tâm linh vào đó để sống. Chúng hạ thần không còn cách đâu khác. Người tránh ra. Hả? Là mẫu hậu sao? Nếu như mẫu hậu đứng về phía kẻ thù thì con cũng xem mẫu hậu như là kẻ địch vậy.
Hãy suy nghĩ lại đi. Trời ơi, không được đâu mà. Xưa nay có không ít vị quốc vương giết hại cha mình, nhưng chưa có vị quốc vương nào giết mẹ mình cả. Đây là luân lý cơ bản của kẻ làm quốc vương mà. Lần này cho dù có mất mạng, thần cũng phải can ngăn cho bằng được. Triệu Bà, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Nguyệt Quang Đại Thần nói đúng đó. Tại sao lại như vậy chứ? Sao tất cả các ngươi đều phản đối ta hả? Xin quốc vương hãy suy nghĩ kỹ lại. Bất kỳ thế nào, xin quốc vương cũng đừng ra tay với mẹ ruột của mình. Không chỉ riêng Nguyệt Quang Đại Thần, mà ngay cả Kỳ Bà là một danh y có tiếng, được A Xà Thế tin cậy nhất cũng cương quyết phản đối. Do đó A Xà Thế không thể ra tay. Vậy là A Xà Thế nhốt mẹ mình vào trong cung điện, không cho ra ngoài nửa bước, và cho người canh phòng cẩn thận. Ngoài ra A Xà Thế lại ra lệnh cho người bích kính cửa sổ trong nhà lao, và cho người chém đứt đôi chân của vua Tần Bà Sa La, để đức vua không thể nào đứng lên được nữa. Bây giờ không những không mang được thức ăn cho quốc vương, mà ngay cả tính mạng của mình cũng không được an toàn. Bạch Đức Thế Tôn, lúc trước ngài thường cho A Nan đến thăm hỏi con, nay con đau khổ quá, chỉ mong nhờ thần lực của Đức Phật xin cho con một kiện liên, và tôn giả A Nan đến thuyết pháp cho con nghe. Làm ơn. Ngài đã đến đây rồi. Con trước đã làm điều gì sai trái mà sinh ra đứa con ngỗ nghịch với A Xà như vậy chứ? Con bấy lâu vẫn thật lòng chăm sóc và yêu thương nó, tại sao hôm nay nó lại muốn trả thù đối với cha của mình, và còn muốn hại con và quốc vương nữa? Thật là đáng sợ. Con không biết mình đã làm gì sai trái. Không, đó không phải là con của con, và con cũng không muốn có thằng con ngỗ nghịch đó nữa. Tất cả chỉ vì đề bà Đạt Đa xúi dục nó. Bạch Đức Thế Tôn, giữa ngài và đề bà Đạt Đa đó có mối nhân duyên thế nào mà sinh làm quyến thuộc với nhau vậy chứ? Trời ơi, trước mắt con đều là người ác, thế giới này đã tràn đầy thống khổ và phiền não. Con mong rằng Thế Tôn có thể nói cho con biết nơi nào không có ưu sầu. Kiếp trước của con đã không hề làm qua việc ác, nhưng mà tại sao lại gặp chuyện ác như vậy chứ? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đầy dẫy, không được thiện báo. Mong rằng sau này con sẽ không nghe tiếng ác, không thấy người gian. Gian xin Thế Tôn hãy chỉ cho con một nơi thanh tịnh. Thế Tôn nghe được những lời cầu xin thanh tịnh bi ai của Di Đề Hy, đã phát ra ánh sáng, tỏa hào quang chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới. Sau đó phản chiếu đỉnh Phật biến thành kim đài dẫn lên núi cao, thập phương chư Phật tụ về quốc thổ đều cùng xuất hiện uy nghiêm đáng kính. Thật là đẹp, đều là những quốc thổ thanh tịnh quang minh. Tây phương tịnh thổ, Thế Tôn, kiếp này con rất là vui mừng được thấy cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Thế Tôn uy nghiêm dạy con suy nghĩ, chỉ con chấp nhận, xin Thế Tôn nói cho con biết làm sao đạt thành tâm nguyện của mình. Tới lúc này Thế Tôn nở một nụ cười, trong miệng lại phát ra ánh sáng ngũ sắc. Ánh sáng này xuyên qua nhà giam, rơi rớt trên đỉnh đầu của Tần Bà Sa La. Nhờ vậy, tâm nhãn của Tần Bà Sa La đã không còn chướng ngại, đã nhìn thấy được hình dáng của Thế Tôn. Tần Bà Sa La rất đỗi vui mừng, đã hướng đầu đảnh lễ với Thế Tôn, giải trừ u mê, tự nhiên sẽ tiến bộ, chứng A La Hàm quả.
cảm ơn ngài. Thế Tôn, cảm ơn ngài. Được rồi, Di Hy Đề. Dạ. A Di Đà Phật đang ở một nơi không xa đây lắm, con có biết không? Chỉ cần có một lòng tưởng niệm tới Tây Phương Tịnh Thổ, tự nhiên sẽ được nhìn thấy A Di Đà Phật. Bây giờ ta sẽ nói cho con biết những cách để đi vào Tịnh Thổ. Ta cũng hy vọng như vậy có thể khiến cho một số phàm phu ở vị lai có thể chuyển sanh tới thế giới Tây Phương thanh cao đó. Những người hy vọng muốn tới được cực lạc tịnh thổ của A Di Đà Phật cần phải nhớ kỹ ba phước dưới đây. Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, kính trọng sư phụ, từ tâm bất sát, câu thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp là hai, thâu thập tam quy, tôn trọng trung giới, bất phạm quy nghĩa. Ba là phát lòng bồ đề, tin vào hậu quả, siêng năng học hành, cần tiến hành giả. Ba việc như vậy gọi là tịnh nghiệp. Thế Tôn, với Phật lực của ngài đã khiến con nhìn thấy tịnh thổ của A Di Đà Phật. Những người ở hậu thế trọng ác bất thiện sẽ phải bị ngũ khổ, làm sao có thể nhìn thấy thế giới cực lạc của A Di Đà Phật? Tất cả chúng sanh nếu muốn thấy được pháp này hãy quay mặt về hướng Tây, về hướng mặt trời lặn, giữ tâm kiên trì, nhất tâm tán tụng ánh sáng. Khi mặt trời mọc, hãy mở mắt và nhắm mắt thì tất cả sẽ được rõ ràng. Tán tụng ánh sáng gọi là sơ quan. Sơ quan thành tựu, kế đến là thủy tưởng. Muốn thấy Tây Phương khắp nơi đều là nước biển, nhìn nước trong xanh lại nghĩ tới băng. Thấy bằng trong suốt, nghĩ tới lưu ly. Nghĩ được thành tựu thì có thể nhìn thấy thế giới cực lạc. Lưu ly đó trong ngoài đều là những quang cảnh rực rỡ. Đây là thủy tưởng, gọi là nhị quan. Nhắm mắt mở mắt, không hề tiêu tan. Người nghĩ như vậy là vì đất mà nghĩ, gọi là tam quan. Nghĩ về đất đã thành, thứ quan thất trọng, thất tạo thành tựu. Vì cây mà nghĩ, gọi là tứ quan. Nghĩ về cây đã thành tựu, kế đến là thất bảo. Những đóa hoa sen nổi ở tám mặt hồ ở tịnh thổ là vì tám công đức thủy tưởng, gọi là ngũ quan. Trong thế giới bảo vật quốc thổ đó có 500 ức bảo lầu. Trong những gác lầu đó, vô số chư thiên làm ra những thiên lạc, lại có giặc khí réo rắt khắp phương, như chuông thiên bảo không đánh mà kêu. Những người này nghe nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, gọi là khổng quan tưởng, là đệ lục quan. Gặp được những người này sẽ tiêu trừ được cái nghiệp ác sâu nặng vô lượng đó. Sau khi mạng tuyệt, nhất định chuyển sanh tới thế giới cực lạc. A Nan, Di Đề Hi, hãy phân biệt, thuyết giải những phương pháp để diệt trừ khổ não. Tới lúc cần thiết, hãy thuyết giảng những phương pháp khác nhau cho chúng sanh. Cơ hồ như để hưởng ứng lại lời nói của Thế Tôn, trên không đột nhiên xuất hiện hình dáng của A Di Đà Phật. A Di Đà Như Lai cùng hai vị đạo sĩ Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đã phát ra những ánh sáng sáng lạng soi rọi khắp cả bầu trời. Thế Tôn, A Di Đà Phật. Thế Tôn, hôm nay con đã nhờ Phật lực có thể nhìn thấy vô lượng thọ Phật và hai vị Bồ Tát. Chúng sanh đời sau làm thế nào để nhìn thấy được vô lượng thọ Phật và hai vị Bồ Tát? Di Đề Hi, người muốn nhìn thấy Phật
thì hãy tưởng niệm tới thất bảo ở đất đó, liên tưởng tới hoa sen. Mỗi một cánh hoa sen sanh ra một bảo vật mới. Đây là hoa tọa tưởng, gọi là thất quan. Phật là vượt qua khỏi hình tướng. Khi mọi người nghĩ tới Phật, thì Phật sẽ hiện trong lòng mọi người. A Nan. Dạ. A Di Đà Phật, thân là vô lượng thọ Phật, như trăm ngàn vạn ức ngày đêm tỏa ra ánh sáng hoàng kim. Phật, thân cao 60 vạn ức, là do các hằng hà đã tạo thành. Ở giữa hai hàng mi, ngũ quan ngay thẳng như là đỉnh núi Tu Di. Mắt Phật như là bốn biển lớn, thanh bạch phân minh. Lỗ chân lông trên người Phật đã phát ra ánh sáng như núi Tu Di. Ánh mắt của Phật giống như trăm ức ba ngàn đại thiên thế giới. Trong ánh mắt đó lại có hằng hà hạt cát từ bách vạn ức đã hóa thành Phật. Nhất nhất hóa Phật, có rất nhiều vô số Bồ Tát để làm kẻ hậu. Vô lượng thọ Phật có tám vạn bốn ngàn tướng. Trong mỗi tùy hình đều có tám vạn bốn ngàn ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng phản chiếu thập phương thế giới. Chúng sanh niệm Phật không nỡ dứt bỏ. Không biết từ lúc nào, những cung nữ đã đứng ở ngoài cửa để lắng nghe lời giảng dạy. Thế Tôn là giảng thuyết tới cửu phẩm của tịnh thổ và cũng là chín tầng giai cấp. Trước tiên là thượng phẩm. Thượng phẩm phân làm thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Ba hạng người này đều tin vào Phật giáo và khẩn cầu được chuyển sanh tới tịnh thổ. Tiếp đến là trung phẩm thượng sanh và trung phẩm trung sanh. Đây là những người tôn trọng giới luật, hy vọng được chuyển sanh tới tịnh thổ. Xuống nữa là trung phẩm hạ sanh. Đây là những người đang làm việc thiện ở thế gian. Cuối cùng là hạ phẩm hạ sanh. Đây là những người chuyên làm những việc ác nghiệp, không biết xấu hổ. Thế Tôn đã đặc biệt nhấn mạnh ở đây, những người hạ phẩm hạ sanh tịnh thổ cũng sẽ vì họ mà mở rộng cánh cửa. Những người ở hạ phẩm hạ sanh trước khi lâm chung có thể sẽ chịu nhiều đau khổ, không thể niệm Phật vì đã được ứng cáo. Nếu như không thể niệm được Phật Pháp thì có thể xin vô lượng thọ Phật. Nếu mà có tâm này sẽ khiến âm thanh bất tuyệt, làm tròn thập niệm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy cứ niệm trong lòng thì sẽ giải trừ cái nạn kiếp sanh tử 80 ức. Sau khi mệnh chung sẽ thấy hoa sen vàng đã có người ở trước. Nếu như được ý niệm này thì sẽ được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Ở trong hoa sen, khi đủ 12 đại kiếp, hoa sen sẽ nở. Thế Tôn nói tới đây, Di Đề Hy trong lòng vui mừng, không còn than thở, đột nhiên giác ngộ. 500 thị nữ đã phát ra A Đà La Tam Bồ Đề Tâm, mong vãng sanh tịnh thổ. Ghi nhớ lời của Thế Tôn đều được vãng sanh. Thế Tôn, thuyết pháp này quá quý giá đi. A Nan, thuyết pháp ta nói khi nãy, cái điểm cao quý nhất là chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có thể từ trong tội ác lâu dài tìm được giải thoát. Những người bên trong thường hay niệm, không phải chỉ trên lời nói. Nếu như lúc này có người niệm Phật, thành tâm thành ý mà niệm Phật, vậy người đó chính là tôn giả trân quý mà hoa sen trắng đã tán tưởng. A Nan, đoạn pháp này ông phải ghi nhớ ở trong lòng, để vì đại chúng mà thuyết cái pháp này.
và còn phải nên tin tưởng vào đại lượng của Vô Lượng Thọ Phật, niệm lên Phật hiệu. Con nhất định chiếu theo lời Ngài căn dặn mà đi làm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Lúc này Đề Bà Đạt Đa đã dẫn theo rất nhiều đệ tử mới đang dương dương tự đắc trở về thành Dương Xá. Mẹ Quốc Dương à, tiếng hát này là giọng nói của phụ nữ. Mẹ đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẫu hậu, mẫu hậu, chuyện này là sao? Quá thật, không xem ta ra cái gì cả. Câm miệng, còn không mau câm miệng lại cho ta hả? Bây giờ hoàng hậu Di Đề Hy và các thị nữ với một lòng chắp tay niệm Phật. Cách đây khoảng 2.500 năm, ở trong cung điện của thành Dương Xá, thủ đô Mắc Kiệt Đạo Quốc của Ấn Độ, Thái tử A Xà Thế vì nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa nên đã nhốt vua cha vào ngục để xoán ngôi và cấm cả hoàng hậu không cho đem thức ăn giam giữ trong phòng. Nhưng hoàng hậu nhờ nghe được tiếng pháp của Phật, nội tâm đã được giải cứu. Các cung nữ cũng đều một lòng chắp tay niệm Phật. Lúc này vua A Xà Thế mới hiểu rằng dù có hành hạ mẹ mình đi nữa cũng là điều vô ích thôi. Câu chuyện Phật điển vua A Xà Thế. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa đã có được không ít đệ tử nên hắn dương dương tự đắc. Hắn đã đến tịnh xá Trúc Lâm, nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa tới rồi. Ta biết rồi. Ta biết là hắn đang muốn khoe khoang sức mạnh với ta. Này Thế Tôn à, lâu lắm không gặp ngài. Mấy lần đi khất thực trên đường tôi có nhìn thấy ngài, nhưng mà ngài thì cứ lẩn tránh. Xin hỏi đó là lý do gì? Chẳng lẽ là ngài sợ ta đến vậy hay sao? Đương nhiên là không phải ta sợ rồi. Ta chỉ muốn tránh luận bàn vô ích mà thôi. Luận bàn vô ích à? Các ông được sự cúng dường trọng hậu của vua A Xà Thế nên trong lòng ngạo mạn đã mất đi tâm thanh tịnh cầu đạo. Với loại người ngu ngốc này, dù có nói chuyện thì cũng vô dụng thôi. Thật là tức cười à. Được người đời cúng dường để duy trì mạng sống, có sức lực thì có gì mà không đúng chứ. Có sức lực rồi mới tu hành được tiên triển. Nếu không có sức khỏe thì làm sao ta giúp dân chúng, làm sao phát triển được giáo pháp? Thế Tôn à, giáo pháp cao quý của ngài sẽ bị thu hẹp và chấm dứt tại đây. Thế Tôn à, nay ngài đã già rồi, ta thấy ngài nên chọn một nơi nào tịch mịch để mà đi dưỡng già là vừa rồi. Hả? Ta thấy là chẳng có bao lâu nữa đâu, chính ta sẽ thay ngài mà thuyết pháp truyền đạo. Hả? Hắn làm sao có thể thay thế Thế Tôn được chứ? Này Đề Bà Đạt Đa, hiện giờ ngài Dư Xá Lệ Phất và Bục Kiền Liên còn không thể thay thế ta được,
không biết chừng nào mới đến lượt ông đây. Ông kiêu ngạo ức hiếp người khác, ta ngay cả một đệ tử cũng không yên tâm để giao phó cho ông. Hãy mau đi đi. Đề Bà Đạt Đa bị Thế Tôn quở trách, từ đó trong lòng ôm hận. Cuối cùng hắn đã hạ quyết tâm làm một việc đáng sợ. Ta phải giết chết Thế Tôn. Quốc Vương à, xin ngài hãy cho ta mượn những binh sĩ có bản lĩnh nhất. Quốc Vương đã nghe ta nhốt vua cha lại để chiếm đoạt vương vị, cho nên xin ngài đừng có quên chuyện này nữa. Ta đương nhiên nhớ rồi, ngươi hãy làm theo ý của mình đi. Người đi trước, lập công lớn rồi quay về đây. Dạ. Nếu hắn có về thì giết hắn. Dạ. Lại đây. Nếu bọn chúng trở về thì lập tức giết chết ngay. Dạ. Nếu như mà bọn chúng trở về, ta sẽ kêu quốc vương giết sạch hết bọn họ. Như vậy sẽ không còn ai, không còn ai biết được chuyện này. Anh bạn, ta đang đợi anh đến đó. Xin hãy tha lỗi cho con, lúc nãy con không biết ngài, con thật có lỗi. Xin hãy tha lỗi cho con, xin hãy tha lỗi cho con. Tha lỗi cho con không biết. Hả? Anh thật sự có lỗi, nhưng mà biết hối lỗi là tốt lắm rồi. Ta sẽ cứu tương lai cho anh. Ta đợi các anh ở đây đã lâu lắm rồi. Những anh bạn đang đứng ở kia, hãy ra đây hết đi. Đừng sợ gì cả. Khi nghe tiếng nói từ bi của Đức Phật, binh lính ai nấy đều sám hối xin tội và trở thành những đệ tử trung thành nhất của ngài. Lúc này trong cung điện của hoàng hậu, đứa con của A Xà Thế mới sinh vì vết thương giấy mũ sưng đau khóc lóc không ngừng. Vua A Xà Thế đã bọc con, dùng chính miệng mình hút mũ từ đầu ngón tay của con mình ra. Bây giờ hoàng hậu Di Đề Hy vẫn thường theo dõi, nhìn thấy tình cảnh này. Mình đã nghĩ ra rồi. Mẹ, thì ra mẹ đã ở đó hả? Mẹ nhớ ra rồi. Mẹ nhớ chuyện gì? Lúc con bằng dần tuổi này, do ngón tay giấy mũ sưng lên bị đau, con đã khóc lóc không ngừng. Và cha của con cũng giống như con lúc này vậy. Người đã ẵm con lên và dùng chính miệng của mình để hút mũ ra. Chỉ có một điều khác với con bây giờ là cha con biết nếu con thấy máu sẽ sợ, cho nên đã không nhổ máu và mũ ra mà nuốt luôn vào trong bụng. Hả? Cái gì? Nếu bây giờ con thương yêu con của con như vậy, mẹ tin chắc rằng con bây giờ đã hiểu được tâm tình của cha con rồi. Cha con thương yêu con như vậy đã nuôi nấng và dạy dỗ con tới khôn lớn. Phụ Dương.
Phụ Dương. Người đâu? Người đâu? Hãy mau thả cha ta ra. Bất kỳ ai cứu được phụ dương của ta, ta sẽ cho người đó một nửa lãnh thổ. Đi mau lên, nhanh lên đi. Hả? Nhưng khi quân lính đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy xác nhà vua nằm im bất động. Quá trễ rồi, mình phải nhân lúc vua cha còn sống mà phải thả ra mới được chứ. Cha của con đã nghe được lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn, có lẽ người đã được sanh về Tây Phương. Thưa quốc vương à, hãy mau ra ngoài đi. Quốc vương hà tất phải đau lòng làm gì? Nếu phụ vương ngài còn sống á, thì ông ta sẽ trở thành nỗi lo về ngôi vị của ngài. Chỉ có làm như vậy thì ngôi vua của ngài mới được vững chắc. Ngược lại, chuyện mà tôi lo lắng còn chưa giải quyết được. Các binh lính chúng ta phái đi thì đã thất bại cả rồi. Lần này á, phải cho tôi mượn các binh sĩ tài giỏi hơn nữa. Ngài có nghe thấy gì không hả quốc vương? Ngươi hãy mau cút ra. Cái gì? Tất cả đều do ngươi, mà ta đã làm một việc đại tội, không thể tha thứ được. Tất cả đều là tội lỗi của ngươi, ta không muốn gặp mặt ngươi nữa. Quốc vương lại nói vậy với tôi sao? Hả? Quốc vương đã quên ơn tôi đối với ngài rồi à? Câm miệng đi. Ngươi hãy nghe đây, từ nay trở đi ta sẽ chấm dứt việc cúng dường và không cho ngươi bước vào cung điện nữa. Ngài không thể thiếu tôi được đâu. Im miệng. Bây giờ hãy đi ngay. Cút ngay. Được, ta không cần sự giúp sức của ngài nữa. Ta sẽ tự mình hoàn thành mọi việc. Và thế là Đề Bà Đạt Đa dẫn các đệ tử rời khỏi thành Dương Xá. Mặt khác, vua A Xà Thế bị lương tâm dày dò. Kể từ ngày đó trở đi, khắp thân hình của ngài nổi lên các bú ác tính, chảy ra máu và có mùi hôi tanh. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám đến gần cả. Chỉ có mẹ quốc vương ở bên cạnh chăm sóc. Các đại thần bất đắc dĩ đứng cách xa A Xà Thế mà động viên đức vua. Tâu quốc vương, ngài cảm thấy như thế nào rồi? Ta sắp chết rồi. Đây là báo ứng mà. Ta sẽ xuống địa ngục. Cho dù đại phu có giỏi cách mấy cũng không thể trị được bệnh cho ta đâu. Ta sắp chết rồi. Thưa quốc vương, sao ngài lại nói như vậy chứ? Tại sao ngài lại dốc đến cái chết như vậy? Địa ngục chỉ là do con người tưởng tượng ra thôi. Thật ra không có một ai chính mắt thấy hết. Khanh nói cũng phải mà. Thưa quốc vương, thằng biết có một vị tu hành có sức thần thông, thằng muốn mời vị ấy đến xem mạch cho ngài, ngài thấy như thế nào? À, chúng ta đều biết rằng á, quốc vương là người có quyền hành á, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù giết cha cũng không có tội. Đây là quyền mà từ xưa đến nay các quốc vương đều có mà. Thần biết có một vị tu hành có thần lực phi thường, thần mời hắn lại khám bệnh cho ngài, có lẽ ông ta sẽ có biện pháp chăng? Địa trong địa ngục có nghĩa là sanh mạng, ngục cũng có nghĩa là cực và dài. Nếu như hợp lại, địa ngục cũng có nghĩa là sanh mạng lâu dài. Quốc vương nên cảm thấy an ủi mới đúng đó. Thần có một vị bằng hữu Sa Môn rất là lợi hại, thần sẽ lập tức mời ông ta tới đây để coi bệnh cho ngài, ngài nhất định sẽ được khỏi bệnh. Ồ, nói thật ra phụ hoàng của ngài đã quá coi trọng Thế Tôn và các đệ tử mà lại xa rời các vị tu hành khác. Cái chết của quốc vương có lẽ sẽ giải trừ được sự bất bình của mọi người. Đối một câu nói cũng có chỗ lợi ích. Nghe các khanh nói như vậy, ta cảm thấy trong lòng được nhẹ nhàng. Vậy thì hãy mời vị tu hành tên là Câu Lâu Thi Đà tới trị bệnh cho ngài.
Sáu vị đại thần đề nghị đều là sáu vị sư ngoại đạo, toàn là những người tu hành phẩm chất cực cao trong thời bấy giờ. Vua Xà Thế tuy rằng có siêu lòng nhưng vẫn không chịu mời bất cứ người nào tới. Và người thứ bảy tới thăm đó là y sư Triệu Bà. Triệu Bà cũng là thân thuộc của A Xà Thế, lúc còn trẻ cũng là một y sư có danh tiếng. Những lời các đại thần nói cũng chỉ là sự an ủi nhất thời để lừa gạt ngài, đừng có để bị mê hoặc. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Có lẽ như vậy cũng không sai. Nhưng mà Quốc Dương à, thực sự ngài đã phạm một đại tội. Việc này là việc không nên làm. Cho dù trốn tránh thế nào, tội vẫn là tội, không có thể tiêu tan. Ngài có biết không? Ta đã hết cứu chữa rồi. Vẫn còn cứu được. Hả? Quốc Dương, bây giờ ngài bị trọng bệnh, hoàn toàn đều do nỗi nhất tâm của ngài đang quở trách chính mình, hối hận và ăn năn mà làm ra. Cho nên ngài vẫn còn cứu được. Ta vẫn còn cứu được sao? Đúng vậy. Thế Tôn mà, ngài cũng đã từng nói có hai con bạch hổ đang giải cứu người. Một là xám, cái còn lại là hối. Xám có nghĩa là trong nội tâm đã tự mình biết xấu hổ, không có làm việc ác. Còn về hối là biểu hiện bên ngoài, khiến người không có làm việc ác. Chỉ có lúc hai thứ này nhập lại thì người mới có thể trở thành người vẹn toàn được. Cho nên bất luận đã phạm tội gì, chỉ cần có tấm lòng sám hối thì con đường giải cứu nhất định sẽ rộng mở. Những lời Khanh nói khi nãy là những lời mà Đấng Thế Tôn nói hay sao? Không sai. Quốc Dương, ngài đã thều thào nói bất cứ danh y tu hành nào cũng không thể trị lành bệnh cho ngài. Nhưng mà theo thần thấy, Thế Tôn là người duy nhất có thể trị lành bệnh cho ngài. Cho nên Quốc Dương à, xin ngài hãy lập tức đi thăm viếng Thế Tôn. Nhưng mà ta đã mượn binh lính của Đề Bà Đạt Đa để đem đi giết Thế Tôn. Bây giờ ta không còn mặt mũi nào gặp ngài. Ta thấy ta không còn hy vọng gì. Ta thấy xấu hổ quá. Đừng có do dự. Hả? Là người nào? Hãy làm theo lời của Triều Bà đi. Ngươi là ai? Phụ thân của Quốc Dương. Ngài đang ở đâu? Này con, bây giờ hãy đi tìm Thế Tôn đi. Hả? Quốc Dương, ngài hãy trấn tĩnh lại. Quốc Dương à, hãy trấn tĩnh lại. Quốc Dương, hãy trấn tĩnh lại. Quốc Dương à. Trong cánh rừng ở bên ngoài thành Dương Xá, Thế Tôn đã biết hết mọi việc. Nhất định phải giải cứu vua A Xà Thế. Trước lúc đó, ta không thể chết, không thể nhập vào Niết Bàn. Vì vị Quốc Dương đó, ta cần phải sống lâu hơn nữa. Bên trong cung điện, vua A Xà Thế lúc này đã gần bị tắt thở. Bây giờ Thế Tôn tập trung tinh thần lại, đã thâm nhập vào hành trình Nguyệt Ái Tam Muội. Nguyệt Ái Tam Muội cũng giống như là ánh trăng hiền hòa chiếu sáng khắp nơi, không phân biệt thân phận giàu nghèo, chức nghiệp. Lòng từ bi của Phật đã rất công bằng để bao che hết mọi người. Ta đã thế nào? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Quốc Dương, sức khỏe của ngài đã hoàn toàn bình phục, ngài đừng lo lắng nữa. Nhưng mà Khanh có biết ánh sáng đó từ đâu bay tới không? Là do Thế Tôn đã đưa tới. Chính là nhờ sự trị liệu của ánh sáng đó mà bệnh của Quốc Dương đã hồi phục. Thì ra là vậy.
tất cả hãy nghe đây. Khi nào trời sáng sẽ xuất phát đi bái kiến Thế Tôn. Triều Bà, Khanh cũng qua đây. Đón tiếp vua A Xà Thế chính là Thế Tôn, vì A Xà Thế mà thuyết pháp. Bản thân ông có tội, phụ hoàng ông có tội, nhưng mà phụ hoàng ông đã sám hối rồi, cho nên ông ta không bị lọt vào địa ngục và còn được cứu. Bây giờ ông đã sám hối bừng tỉnh trở lại. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, sao lại không có đạo lý để được cứu chứ? Nghe tới đây, vua A Xà Thế vui mừng tới bật khóc. Cách đây không lâu, Thế Tôn đã trị được quái bệnh để cứu được thân xác của vua A Xà Thế. Lần này giải cứu cả tâm hồn của quốc vương. Đề Bà Đạt Đa, đại sư quốc vương đã bỏ rơi chúng ta rồi, hướng về Thế Tôn. Đại sự đã hỏng, sau này chúng ta biết làm sao đây? Yên tâm đi, quốc vương nhất định sẽ trở về bên cạnh của ta. Đệ tử của Thích Ca sẽ có ngày quy phục ta. Các người cứ đợi mà coi. Có thiệt không vậy? Các người hãy yên tâm đi. Thế Tôn sẽ đi ngang qua đây, đừng để cho thất bại, có biết không? Chỉ được thành công mà thôi. Sao lại như vậy chứ? Chạy đi. Không cần phải sợ hãi. Chạy đi. Trời ơi. Đừng có thô bạo, đừng quên đi bản chất ôn nhu của mình. Hả? Âm mưu giết chết Thế Tôn của Đề Bà Đạt Đa lại bị thất bại. Người đã nhìn thấy lực lượng của Thế Tôn rồi chưa? Ê, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Chúng ta phải làm sao đây? Làm sao? Thật là ồn ào. Đã xảy ra chuyện gì? Có người nói thần thông của ngài không bằng Thế Tôn. Bọn họ nói muốn đi làm đệ tử của Thế Tôn. Nghe nói vậy con phải làm sao đây hả? Sư phụ à, chúng ta địch không lại bọn họ. Bây giờ phải làm sao đây? Thật là đáng ghét. Thế Tôn chẳng qua cũng chỉ là người thôi. Thân thể của ông ta bị thương cũng sẽ bị chảy máu, bị đá đè lên cũng sẽ bị thịt da nát tan. Sự việc này à, hôm nay ta nhất định sẽ để cho các người nứt mắt mà nhìn thấy. Thế Tôn, lần này ta nhất định ngươi phải chết. Tảng đá sắp rớt rồi, mau núp đi. Thế Tôn hãy cẩn thận đi. Hãy cẩn thận nghe. Các ông cứ yên tâm đi. Thế Tôn, chân của ngài. Triều Bà. Dạ. Sao rồi Thế Tôn, có đau lắm không? Không. Dù là bất cứ việc gì
cũng không thể hại được ta đâu. Đề Bà Đạt đó, các ngươi đã nhìn thấy rõ rồi chưa? Hả? Sao lại như vậy? Các người thấy đó, chân của Thế Tôn bị hòn đá rơi xuống chảy máu rồi kìa. Cho dù hắn là người như thế nào đi nữa thì cũng không cần phải sợ hắn như vậy. Hãy nghe theo lời của ta. Ngươi dừng tay. Thưa Thế Tôn, hắn đã ba lần muốn lấy mạng của ngài đó. Này Quốc Dương, hãy mau cất kiếm vào đi. Bất kỳ oán hận và hành vi ác nào cũng không thể làm tổn hại được ta. Đề Bà Đạt Đa, ông đích thực đã làm việc ác, nhưng mà ông càng làm nhiều việc ác lại càng củng cố hiệu quả thuyết pháp của ta, và pháp do ta truyền sẽ giải cứu được thêm nhiều người nữa. Vì bọn họ mà mở ra con đường được giải cứu. Chỉ dựa vào việc này cũng đã giảm bớt được tội của ông rồi. Các ông đều không được ra tay, có biết không? Hả? Đúng là một con người vĩ đại biết bao. Đây mới chính là thật sự là sư phụ của chúng ta đó. Đi thôi. Sư phụ à, sư phụ, con xin bái ngài làm sư phụ. Các người muốn đi đâu vậy? Đứng lại, đứng lại. Sư phụ, sư phụ à, sư phụ. Ta đang ở đây, hãy trở về với ta. Không lẽ như vậy là đã hết rồi sao? Ta không thể thua như vậy. Ta không thể thua như vậy. Các người hãy chờ mà coi. Hãy chờ mà coi. Đề Bà Đạt Đa sau đó vẫn không nản lòng, vẫn còn muốn giết chết Thế Tôn, cho nên cuối cùng phải lọt vào địa ngục. Còn vua Asathế cũng giống như Tần Bà Sa La, đã thường nghe lời thuyết pháp của Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, tiếp tục bảo vệ Phật giáo, giúp đỡ Phật giáo.